các bạn có thể gồm có nguyên liệu ở đây là 500g đậu hũ Nhung mới làm hôm qua. Đây là bột mì căng. Mình sẽ làm chung luôn luôn các bạn. Nếu mà các bạn không có bột mì căng thì mình có chỉ cách làm bột mì căng đó. Mình lấy bột mì mình làm bột mì căng nha. Đây là bột nêm, muối, đường, tiêu. Đây là cái màu vàng vàng này là tức là gừng nha các bạn. Này là bột gừng. Còn đây là bột hành nè các bạn. Bây giờ Nhung sẽ lấy đậu hũ Nhung luộc nha. Cho nó sôi rồi. Một bịch mì căng ở đây là 250g. Bây giờ Nhung sẽ cắt cái bao cho vào tô nha. Bây giờ cái đậu hũ mình nó trụng sơ qua rồi các bạn. Giờ Nhung sẽ vớt ra nha. Mình sẽ dằn rồi kiếm cái chai nước mình đè lên nha các bạn. Đè cho nó ép hết nước nha. Đó, mình lấy cái chai nè. Mình sẽ đè lên. Hai chai này là 3 lít. Hoặc là các bạn kiếm cái gì nặng nặng các bạn dằn lên. Mình để chừng khoảng chừng 5 phút rồi các bạn. Bây giờ Nhung có cho vào cái máy sinh tố. Nước thì Nhung sử dụng 300ml nước nha các bạn. Mình cho vào cái máy sinh tố ở đây. Cho nước vào đây. Nêm nếm nha các bạn. Đây là một muỗng cà phê và đường. 2 muỗng cà phê bột nêm chai. Muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê tiêu. Bây giờ cái miếng đậu của mình nè các bạn, bây giờ nó khô ráo hết trơn nè, đó, mình chỉ xé vô trong cái máy sinh tố thôi nha. Rồi Nhung cho một muỗng cà phê bột gừng. Nhung cho 2 muỗng cà phê hành khô. Hành khô đây các bạn. Các bạn cứ cho vào ở đây luôn nha. Giờ Nhung sẽ cho vào cái máy này nha các bạn. Máy này có lưỡi dao bằng sắt nha. Nhung sẽ chuẩn bị xay. Như vậy đó xong rồi nè các bạn. Bây giờ Nhung sẽ lấy ra Nhung cái nồi sơ và dần Nhung bao lại nha. Bây giờ Nhung cho lại cái tô cũ của nó.
Các bạn cứ cho khoảng chừng 2 muỗng canh vô ăn nha. Tôi sẽ quấn lại. Nhung dùng cái bao này các bạn. Nhung dùng cái này ở trong với bạc ở ngoài. Hoặc là các bạn gói lá cũng được nha các bạn. Nếu mà các bạn có lá đó, bạn gói lá. Mình cứ quấn cho nó chặt vô, cho nó thành khối vô như nè. Giờ mình gói giấy bạc lên nha. Các bạn xiết nó vô vậy nè thì nó mới tròn. Giờ chúng mới cho vào cái sửng luôn hấp cho các bạn. Được 5 cái. 5 cái nhỏ. Chờ nước nó sôi vô sẽ bắt. Giờ chúng sẽ bắt nước lên nha các bạn. Bắt cái sửng lên mình hấp. Giờ Nhung bắt cái hấp ở đây lên là khoảng chừng 50 đến 60 phút nha các bạn. Giờ mình đã hấp xong 50 phút nha các bạn. Giờ Nhung tắt nha. Các bạn thấy nó nứt ra luôn nè. Nó nở á. Nhung phải chờ để cho nó nguội sáng mai nha. Giờ bên đây tối rồi các bạn. Để sáng mai cho nó nguội nha. Đêm mình Nhung làm đêm hôm qua nè. Bây giờ cái gà của mình, gà chay của mình bây giờ nó hấp dẫn, bây giờ chúng sẽ xé cắt ra nha các bạn. Các bạn có thể cắt ra từng sợi nha các bạn. Nè. Đó, giờ các bạn cứ xé ra thôi. Các bạn nhìn thấy ngon không? Đó, thì mình xé ra vậy nè. Các bạn có thể xào sả ớt. Nó có cái đậu hũ luôn đó các bạn. Nó dai. Thấy ngon không? Các bạn có thể cắt ra nhỏ nhỏ vậy nè. Các bạn xào đồ ăn rau các bạn nha. Xào sả ớt nè. Nhiều món lắm. Các bạn làm xong rồi các bạn có thể chế biến ra được cái món nào cũng được nha các bạn. Cắt theo kiểu theo sở thích của mình muốn. Cái này mình ăn với bánh mì cũng được nè. Cái gà chay này nó ngon lắm. Các bạn hoặc là các bạn làm gì nè. Đó, nó ra từng miếng như vậy nè. Thì các bạn có muốn xào nấu gì cũng được nha. Nên nó có sớ cái luôn nè. Các bạn làm gỏi cũng được nha, gỏi gà á.